Hello, xin chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi khẩu súng MP5 Silent. Đây, full đạn nha anh em. Chơi full đạn cho nó phê, lâu lâu chơi SMG. Thì clip này mình xin dành tặng cho bạn Thành Long là người chủ của account này. Xin cảm ơn bạn vì bạn đã cho mình một account để làm clip trong những ngày qua. Mình không có account để làm clip. Nhân dịp sinh nhật bạn thì mình xin chúc mừng sinh nhật bạn ha. Nói chung thì càng lớn càng già đi. Mày trẻ hoài, ai chơi với mày? Double kill. Lì. Thì một bên năm mà khẩu nào chả có đạn ha, GSP. Ôi giời, mày dí này dí. Dí. Mày. Á đồ. Tơ để cho mình phát chết luôn. Đậu xanh để chỉnh âm thanh lại, các bạn. Rồi tắt radio đi. Trời ơi, để radio ngứa mắt. Cứ hướng chút nice shot. Được mấy hết rồi. Hôm nay mình sẽ bắn chung với khẩu D Canadian. Thì khẩu D này bắn khá là ngon, bắn tương đồng với cây D Ultimate Gold á. Ôi, làm tơ trước mặt tôi làm phải chạy đó chứ sao giờ. Không thể nào mà solo được với nó khi mà nó mới xuất hiện được. Những giờ khi cầm TMP thôi, nhưng mà tôi không phải là thằng thích bắn TMP. Rồi, vô đây anh chôn hết mấy đứa trong này. Mày lì. Trời ơi, tờ nó ăn xong. Ngu. Ngu chị chết hả? Ý kiến mẹ gì? Đám này mắc cười kìa. Dí anh hoài, anh chạy hoài, chạy hoài. Ê, chém thằng mẹ mày. Ui, một đống tụi nó, trời ơi. Lũ tụi mày sao đông quá vậy? Sao chơi? Đông quá vậy sao chơi? Tụi mày biết vậy là mất nó lắm không? Tụi mày ấy rong, tụi mày ăn hiếp yếu hả? Đó, tụi mày thấy đồng đạo tao không? Nó cũng ngu như tao vậy, nó chết theo tao luôn rồi. Bạn vậy nó ngu dễ sợ. Rồi, tiếp tục nha anh em. Thì khẩu 1.5 này mình theo mình đánh giá bắn thuộc dạng đam thì trung bình thôi. Đồ giật thì như không giật ghi. Đấy, anh em thấy không? Bắn phê lắm. Thấy đạn cũng ổn, nhanh. Có đạn làm chậm nữa, cây này bắn không ai tầm bắn cũng ngon lắm anh em. Là làm giờ luôn. Cái thằng nào bắn tao? Tao hỏi. Rồi mày phải không? Tao nghe đồ mày mắng tao phải không? Tao nhảy xíu là em nó lộn ngay. Mày làm gì trên đây? Xích khỉ hả? Sao lại xích khỉ ở đây? Cái đậu đen đó. Mày đi đâu? Mày đứng ở đó đúng không? Tao nghe đồn nãy giờ mày bắn hơi bị nhiều đi. Ôi giời ơi, thanh niên lại lên đó à? Có con hero cho đây. Đứng lại. Anh mày kêu đứng lại. Cái đậu sao anh chém thế mà chúng mày cũng ăn cái được của anh à? Thôi chúng mày. Thôi, không sao.
Không sao, không sao. Tiếp tục nhân mới thôi. Mình sẽ cho bạn thấy sức mạnh thực sự của game MB5 này. Thì đánh yếu xìu à. Nếu mà so sánh với TMB thì đúng là một trò một vật kìa anh em. Bắn thì bắn nhanh thiệt nhưng mà đam của nó thuộc dạng gọi là trung bình nó. Nếu mà mấy anh em bắn không dí vào đầu anh cảm thấy nó rất là yếu luôn. Rất là yếu, yếu sinh lý luôn. Rồi chạy thì đã bắn không trúng. Ôi giời. Mấy chú nó xong rồi. Ôi giời, loạn thế, loạn thế. Tụi mày tính loạn lưng anh với anh à. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Tụi nó chém 1-3 thằng tổ cha tụi nó. Thằng trên kia nó đi chém, nó đi chém tôi. Tổ cha nó. Thấy sống vậy không? Thấy tụi mày thấy sống vậy sống được không? Không được thì đi chết đi ha. Tổ cha tụi bay. Tao gì? Bắn. Anh top 1 nãy giờ dí tôi quá rồi luôn. anh bắn tôi trước tôi mấy dán luôn không? Tôi bắt gần kia bằng gần kịp số điểm của anh rồi. Dí tôi bắn nãy giờ. Rồi làm dơ hoài luôn. Làm dơ hoài luôn. Làm dơ hoài luôn. Ui what the fuck. Trời đất. Cái đéo gì thế. Rồi tiếp tục nha anh em. Bà mẹ nó cầu mong đừng làm dơ nữa. Làm dơ mới chắc được gì. Tự tử quá. Mẹ nó. Làm dơ hoài. Tôi thề với anh em, tôi mà làm dơ một giấy nữa tôi out game, tôi chơi game khác. Không mà lâu lâu kiếm được một cái râm ngon vậy, lấy mình out rồi. Ủa, tới đam. Ngu người thì chết thôi. Cái đó là không phải do ai cản đường nha. Do mày ngu thôi. Tao đây nè. Ủa, nhìn tao làm gì? Nhìn tao làm gì? Cổ nhìn tao ha. Bạn tơ chết rồi, mình quẩy thôi. Thêm một con thôi. Ôi. Chém một cái không chết ta. Xỉn mà ta. Trời ơi. Mấy bạn cho tôi chết chết bà nó đi. Tô cha nó. Tính chém đó mà không chém được. Chạy đâu? Ý, anh lại làm giam chú nó rồi. Anh lại làm giam chú nó rồi. Hôm ca chợ lần. Ủa? Không hút không được à? Sao kỳ vậy ta? Đi hút chích gì mà không được ta? Ở đây sẽ là rau cuối nha. Thì mình cũng có đôi lời tới bạn Long là happy birthday bạn Long nha. Cảm ơn bạn Long đã cho mình mượn nick để làm clip. Thật sự là chân thành cảm ơn bạn luôn. Tại vì trong thời gian qua mình không có nick để làm clip luôn. Cảm thấy nói chung là rất là mất động lực luôn. Mà bạn Long cho tôi cái động lực để chơi game lại, để làm clip lại. Cảm ơn bạn Long nha. Rồi happy birthday bạn Long.
càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, quay nhiều sống cho tôi làm clip nha. Ôi trời ơi, anh em tơ chết đi thanh niên. Rồi thanh niên làm gì vậy? Cho nháy nháy chạy mất luôn nè. Xíu đậu xanh bắn lỗ, lỗ tay bắn chết nó rồi. Tội em nó quá. Mình phải hot keep cho em nó đi chết đi chứ. Sống làm gì chặt đất. Nó nhìn tơ để sống được. Đó, nhìn để em tơ bắn kiếm kêu để sống mà được. Ủa, tổ cha nó. À được. Thằng kia nó block đường tôi nhảy không được. Ờ, anh em xem clip nhớ nhấn like, share, ủng hộ mình nha. Thank you anh em.